trải qua gần 26 tiếng đồng hồ di chuyển với một lần transit tại Frankfurt và một chặng dừng chân tại Baru. 11 giờ đêm ngày 13 tháng 9 theo giờ Turkmenistan, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đến sân bay Ashgabat để bắt đầu hành trình tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 5. Sau khi ổn định nơi ăn chốn nghỉ, đội tuyển Futsal Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Turkmenistan. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Miguel Rodrigo cho trận đấu đầu tiên tại IMAT 5 đã liên tục gặp sự cố. Theo kế hoạch, đội sẽ có buổi tập vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 9, nhưng do thay đổi nên buổi tập được đôn lên lúc 14 giờ 30, làm cả đội bị động không kịp ăn trưa. Mặc dù vậy, buổi tập cũng bị chậm 30 phút do xe đến đón đội bị muộn. Vì lý do an ninh nên tất cả các xe đưa đón đội không được phép vào làng vận động viên mà phải đỗ ở nơi quy định phía rìa làng. Các đội muốn đón xe phải đi bộ ra đó. Thời gian đi bộ từ khu nhà đội Futsal Việt Nam ra chỗ đón xe mất hơn 10 phút. Ban ngày trời rất nắng nên việc đi xa như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ. Bên cạnh đó, lãnh đội Trần Anh Tú cho biết các đội tuyển ở các môn thể thao muốn đi tập phải chủ động liên hệ với ban tổ chức để đề nghị bố trí nơi tập luyện và xe đưa đón, vì ban tổ chức báo rằng họ không nhận được kế hoạch gửi đến. Đó chính là lý do mà đội tuyển Futsal Việt Nam phải đổi giờ tập và chờ xe đón 30 phút. Không chỉ có thế, một số thành viên của đội tuyển cũng rơi vào tình thế rất khó đỡ vì trục trặc của thang máy tại địa điểm đóng quân. Chỉ riêng buổi sáng ngày 14 tháng 9 đã hai lần thang máy bị hỏng, một số cầu thủ của tuyển Futsal Việt Nam bị kẹt bên trong. Rất may là có người biết nên đã kêu nhân viên kỹ thuật đến xử lý kịp thời. Trong buổi tập chiều ngày 14 tháng 9, dù tập luyện trên sân phụ, nhưng theo đánh giá của các thành viên ban huấn luyện, mặt sân khá tốt và các điều kiện phục vụ cũng rất tốt. Buổi tập kéo dài gần 90 phút với không khí rất vui vẻ của các cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng Miguel Rodrigo đã cho đội tập lại các bài tập chiến thuật tấn công, chống pressing và phản công, các tình huống cố định. Các cầu thủ đã hoàn thành buổi tập rất tốt và cảm thấy rất hào hứng. Trong ngày hôm nay 15 tháng 9, đội sẽ còn một buổi tập vào lúc 16 giờ 20 phút trước khi đá trận đầu tiên với đội Đài Loan Trung Hoa vào ngày 16 tháng 9.